Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Sa Cát. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn những con giáp may mắn nhất từ nay đến ngày lễ Giáng sinh ngày 25 tháng 12. Và đó là các con giáp nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Xin chúc mừng nếu bạn thuộc những con giáp này thì tuần từ 19 đến 25 tháng 12 dương lịch, từ nay đến lễ Giáng sinh, bạn sẽ vô cùng may mắn. Vào ngày hôm nay, những con giáp này sẽ được thần tài gõ cửa, vận đỏ như son, làm bất cứ công việc gì cũng sẽ được suôn sẻ và thuận lợi. Vào buổi sáng, chỉ cần bạn mở cửa phòng là căn phòng của bạn sẽ ngập tràn sự may mắn. Bước chân ra đường, vận may sẽ bủa vây xung quanh. Bởi vậy, ngày hôm nay bạn sẽ rất dễ nhận được những khoản tiền bất ngờ từ trên trời rơi xuống. Và đó là các con giáp dưới đây. Như quý vị đã biết, trong tuần này khởi từ ngày 19 đến 25 tháng 12 dương lịch, tức là ngày 26 tháng 11 đến mùng 3 tháng 12 âm lịch, những con giáp may mắn trong tuần bao gồm những tuổi sau. 1. Tuổi Tỵ. Từ nay đến lễ Giáng sinh, vận trình tuổi Tỵ khởi sắc hơn hẳn do được quý nhân tam hợp phù trợ. Bởi công việc cuối năm gấp gáp hoàn thành nên bản mệnh làm việc hăng say, việc gì cũng xử lý ổn thỏa, đảm bảo tiến độ. Vì thế mà sự tín nhiệm từ cấp trên và cấp dưới dành cho bạn là đều tăng. Tài vận ngày càng khởi sắc, thương quan tuy có mang tới một vài áp lực cạnh tranh, nhưng đồng thời cũng mang tới cơ hội hợp tác làm ăn lớn. Tuổi Tỵ làm nhiều hưởng nhiều, kinh doanh có lộc trời ban, tiền tiêu rủng rỉnh. Tuổi Tỵ là con giáp phát tài tuần này, song bạn nên tập trung làm việc để tiết kiệm thời gian, đừng để cơ hội vụt qua khỏi tầm tay. Muốn làm giàu, bạn phải nhanh chóng phát hiện ra cơ hội đang vụt qua trước mắt. Từ nay đến lễ Noel, người làm công ăn lương sẽ có nhiều may mắn. Vì thế bản mệnh đừng nên chảnh mảng, bởi đây là thời điểm để bạn kịp đổi vận trước khi năm mới đến. Cấp trên sẽ phân công cho bạn những công việc phù hợp để khẳng định bản thân hoặc kiếm về được nhiều tiền hoa hồng đấy. Trong kinh doanh, người làm kinh doanh nên nhập thêm hàng mới, không nên chần chừ do dự, kẻo vận may sẽ rơi vào tay người khác. Bạn vốn là người có duyên làm ăn nên tình hình bán buôn tốt vô cùng, lợi nhuận cũng theo đó mà tăng lên gấp bội. Chỉ cần bạn chăm cày cuốc thì trời sẽ không phụ lòng. Tháng mà Ất Thổ, Lâm Đất, Mộc Dục ở Sửu, báo hiệu tình cảm tiến triển thuận lợi, vận đào hoa vượng, có lợi cho người độc thân tìm kiếm nửa kia cho mình. Các cặp đôi đang trong giai đoạn yêu đương mặn nồng có thể tính chuyện hôn nhân, đại sự ngay trong tháng hoặc là sang đầu năm mới. Và để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 2. Tuổi Tuất. Công việc của người tuổi Tuất trăm bề thuận lợi, đặc biệt là những ai đang làm công việc phải di chuyển nhiều hoặc đang xuất ngoại. Bạn sẽ tìm thấy niềm vui trong những thành tựu mà mình gặt hái được, đi cùng với đó là các khoản tiền thưởng nóng, tiền hoa hồng đầy tay. Có thể nói đây là khoảng thời gian rất thuận lợi cho những người có kế hoạch đi xa công tác, do đó đừng ngần ngại, càng bôn ba bạn càng có tiền. Người làm công ăn lương cuối tháng ngoài nhận được khoản lương cố định, còn có thêm các nguồn thu phụ như là tiền thưởng, tiền hoa hồng, quà tặng Tết. Nhìn chung là thu nhập dồi dào, chi tiêu sắm Tết thoải mái và không phải lo nghĩ nhiều. Người kinh doanh buôn bán vất vả đầu tháng, nhưng cuối tháng ngồi hưởng thành quả tốt lành. Một số bản mệnh có duyên với đất đai, bất động sản có thể tiến hành giao dịch khá lớn và được hưởng tiền lời cao trong tháng nhờ thái âm dẫn đường chỉ lối. Với người làm công ăn lương, bạn chăm chỉ làm việc nên sẽ được cấp trên dành cho phần thưởng, tiền bạc, vất vả làm ra nên bạn chi tiêu rất lý trí, khiến túi tiền ngày càng rủng rỉnh hơn. Và để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tuất cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 3. Tuổi Hợi. May mắn là tháng này Hợi nhiều cát tinh hỗ trợ, phái quý nhân đến giúp sức, tuổi Hợi cứ xông xáo làm việc, cuối tháng thì được đền đáp bằng mức thù lao xứng đáng. Tài lộc có thu hoạch nhất định, nhìn thấy rõ ở khoản tiền lương và tiền thưởng cuối năm. Tuy nhiên các chi phí phát sinh trong tháng cũng nhiều, không tính toán kỹ càng thì rất dễ bị thâm hụt tài chính.
Ngoài ra thì nên thận trọng khi cho người khác vay mượn tiền bạc, kẻo lại mất tật mang. Sức khỏe nhìn chung là bình ổn, lưu ý là phải giữ ấm cơ thể, tránh bị hàn khí xâm nhập, gây các chứng bệnh về phong hàn. Cẩn thận khi đi lại, du lịch, công tác, kẻo gặp sự cố bất ngờ, có họa huyết quang. Đào hoa nở rộ có lợi cho người độc thân, càng đi nhiều, đi xa thì càng có cơ hội tìm kiếm đối tượng phù hợp với mình. Nhìn chung là gia đạo an yên, vợ chồng hài hòa và không phải khổ tâm vì tình cảm. Muốn trở thành con giáp phát tài tuần này, người tuổi Hợi không thể ngồi yên một chỗ. Thời điểm hiện tại, công việc tiến triển rất nhanh chóng, càng vất vả, bôn ba, xông xáo thì thu hoạch càng lớn. Mọi sự nỗ lực, sớm hay muộn cũng sẽ thu về được thành quả xứng đáng. Tuần này, một số bạn đang xa quê hoặc là phải đi đây đi đó vì tính chất công việc thì sẽ sớm nhận được tin tốt. Bạn đang dần chiếm được lòng tin của khách hàng và đối tác nên việc làm ăn kinh doanh ngày càng thuận lợi hơn. Đồng tiền đổ ào ào vào túi chính là kết quả trực quan nhất. Với những người mà đang chập chững bước vào lĩnh vực đầu tư, vận trình tài lộc càng về thời điểm cuối tuần thì càng dồi dào. Bản mệnh nên có niềm tin vào những quyết định của bản thân, tham khảo thêm lời khuyên của mọi người xung quanh thì sẽ chẳng phải lo phạm phải sai lầm. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Hợi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 4. Tuổi Dần. Có một sự thật là đường tài lộc của người tuổi Dần không rực sáng ngay từ đầu tuần. Thậm chí là khoảng thời gian đầu tuần, bạn sẽ phải đối diện với khá nhiều khó khăn. May mắn là đến cuối tuần, nhờ có các tinh trợ lực mà mọi kế hoạch làm ăn của bạn đều hanh thông bất ngờ. Người làm ăn buôn bán dần khẳng định được vị thế của mình. Bạn được khách hàng ủng hộ nhờ tính cách sôi lời, dễ tính, lại buôn bán sản phẩm có chất lượng. Ai đã mua hàng của bạn đều muốn quay trở lại lần sau. Bên cạnh đó, bạn cũng dễ có lộc ăn uống đến từ người quen. Hãy cởi mở đón nhận và đừng ngần ngại. Thông qua những buổi tiệc tùng như vậy, bạn thậm chí quen được quý nhân hoặc là đàm phán được với những đồng nghiệp triển vọng. Với người làm công ăn lương, nhờ có các tinh phù trợ mà sau khi chinh phục khó khăn, bạn đã được trao cho cơ hội để khẳng định giá trị bản thân, đem về tiền thưởng nóng cho mình. Hãy cứ xông xáo và chủ động làm việc, dù biết là khó khăn, vất vả, thậm chí khiến bạn căng thẳng, mệt mỏi. Nhưng đổi lại, bạn sẽ nhận được những gì xứng đáng có được. Mặc dù là có điềm báo tiểu nhân quấy phá, cản trở công việc, nhưng cơ hội thăng tiến trong tháng rất rộng mở. Bạn nghĩ sao nếu cuối tháng đón tin vui về việc thăng chức hoặc tăng lương? Đó là tin vui nhưng có lẽ không phải là điều quá bất ngờ với bạn. Và để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dần cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng tôi đã chia sẻ cùng quý vị những con giáp may mắn từ nay cho đến Noel 25 tháng 12 dương lịch. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy bình luận bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số điện thoại 0989 349119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.